mình thấy có một trò nó đã bị thất truyền rất lâu năm nay, đó là trò chơi thang máy. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thể mở được một cánh cửa đến với thế giới khác. Anh nhớ nhá, là nếu mà chẳng may có ai bước vào, anh không được nhìn, không được trả lời nhá. Nghe chưa? Hello, xin chào anh em. Ở trên thế giới này có rất nhiều trò chơi hay là những nghi thức có thể khiến chúng ta triệu hồi được ma quỷ và giúp chúng ta có thể tiến gần hơn được đến với thế giới tâm linh. Thì mình thấy có một trò nó đã bị thất truyền rất lâu năm nay, đó là trò chơi thang máy. Lâu năm là bao lâu? Thì cũng vài năm đó. Thế mà kêu thất truyền? Thì cũng gọi là lâu rồi. Thì cái trò này ấy, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể mở được một cánh cửa đến với thế giới khác, kiểu như là một thế giới song song ấy. Thì xoay quanh những cái trò chơi kiểu như này thì chắc chắn là chúng ta không thể thiếu được những cái lời đồn đoán hay là những cái câu chuyện kinh dị nó liên quan đến những cái người chơi, đúng không? Đúng thế, và đã từng có một vụ án ly kỳ xảy ra liên quan đến game này luôn. Vào đầu năm 2013, ở một khách sạn tại Mỹ, có một cô gái tên là Elisa Lam. Cô này là người gốc Hoa và đang là sinh viên. Thì cô ta có tìm đến khách sạn này để thuê ở. Sau khi mà cô gái này ở đây khoảng tầm 20 ngày thì gia đình này, bạn bè này hoàn toàn không thể nào liên lạc được với cô ta. Elisa Lam mất tích không dấu vết. Cùng thời điểm đó, có một vài người khách cũng thuê ở khách sạn này thì người ta báo cáo rằng là cái nguồn nước ở đây có vấn đề. Nước chảy rất là nhỏ, kèm theo đó là có màu hơi đen đen, rồi nếm thì thấy vị hơi ngọt ngọt. Quản lý khách sạn sau đấy đã lên cái bể chứa nước để kiểm tra thì người ta phát hiện ở trong cái bể chứa nước đấy có một xác người đang phân hủy. Cái xác người này không ai khác chính là Elisa Lam. Thì cái điều ly kỳ ở đây ý, là người ta thắc mắc không biết bằng cách nào cái xác này lại trong cái bể chứa nước này được. Tại vì là sau khi khám nghiệm tử thi ý, thì người ta không tìm thấy một cái dấu hiệu như là kiểu bị giết hay là tự tử, cũng không thấy dấu hiệu của việc sử dụng chất kích thích hay là ma túy gì hết. Kỳ lạ hơn nữa nhá, là cái bể chứa nước này ở trên sân thượng. Để lên đến cái sân thượng này thì người ta sẽ phải đi qua một cái cánh cửa đã khóa và có cả chuông báo động nữa. Kèm theo đó nhá, cái miệng của cái bể chứa nước này rất là nhỏ, rất khó để chui vào. Còn cái nắp của bể chứa nước làm bằng bê tông lại rất là nặng. Thì ngay sau đấy, bảo vệ người ta có check lại camera của cái ngày mà trước khi cô Elisa Lam này mất tích. Thì người ta thấy là cô ta sau khi vào thang máy đã ấn cùng một lúc rất là nhiều tầng. Sau đấy thì cái gương mặt của cô ta bắt đầu kiểu trở nên lo lắng, sợ sệt, kèm theo một vài hành động bất thường kiểu như đang nói chuyện hay đang giao tiếp với một ai đó. Mà nhìn trong camera thì hoàn toàn không có ai khác ngoài Elisa Lam. Thì chính vì những hành động kỳ lạ này, nhiều người người ta dấy lên nghi vấn là có khi nào cô ta đang chơi cái trò chơi thang máy và đã có một điều gì đó xảy ra dẫn đến cái chết của Elisa Lam hay không. Sợ và nghe thấy lại hết cả sống lưng rồi. Nhưng mà tất cả nó chỉ là một câu chuyện thôi. Nhưng mình không biết là có chắc chắn cái câu chuyện này nó liên quan đến với cái trò chơi này không. Thì ngày hôm nay ấy, chúng ta sẽ cùng nhau thử nha mọi người. Hồi hộp quá. Thì cái trò này cũng chơi dễ thôi anh em. Chúng ta chỉ cần làm theo các bước, đặc biệt là nhớ một cái dãy số là có thể chơi được. Đúng rồi, để thực hiện cái nghi thức này ấy, thì đầu tiên là mọi người nên tìm một tòa nhà mà có trên 10 tầng nha. Và mọi người nên thực hiện vào cái buổi tối, càng khuya càng tốt thì sẽ không có ai khác làm gián đoạn cái nghi thức này. Thì sau khi bước vào thang máy, mọi người sẽ lần lượt ấn các tầng theo thứ tự là 4, 2, 6, 2, 10, 5, 1. Khi mà thang máy lên tầng 10 thì mọi người sẽ ấn trở về tầng 5. Và ở cái tầng 5 này nhá, mọi người lưu ý là khi thang máy mở ra, nếu có một cô gái bước vào thì mọi người tuyệt nhiên không được nhìn cũng như không được nói chuyện với cô ta. Tại vì khi mà mọi người áp lại cô ta thì không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra với các bạn đâu. Thì sau khi mà cô gái đã yên vị trong thang máy rồi, mọi người hãy ấn xuống tầng 1. Sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu mà thang máy thay vì đi xuống tầng 1 mà đi lên thẳng tầng 10, tức là lúc này nghi thức đã thành công và các bạn chuẩn bị được bước đến cánh cổng sang thế giới bên kia. Khi mà mình nhìn thấy cánh cổng ấy, thì cánh cổng nó như thế nào em? Theo như một số người người ta đã từng trải qua và người ta đã nhìn thấy, người ta kể lại thì là khi lên tầng 10 mở ra, họ thấy một không gian xung quanh khá là tối nhá. Sẽ xuất hiện ánh sáng lập lòe màu đỏ hoặc là có thể nhìn thấy cái thanh giá màu đỏ ở một cái ô cửa sổ nào gần đó. Thì mọi người có thể ngó ra ngoài để xem xung quanh hoặc là bước ra. Tuy nhiên khi mọi người bước ra và mọi người muốn quay trở lại thì mọi người phải tìm đúng cái thang máy mà lúc nãy mình đi lên. Nếu không thì mọi người có thể bị kẹt ở đó mãi mãi. Mình muốn kết thúc cái trò đấy thì sao? Mình muốn kết thúc cái trò đấy thì mình phải tìm đúng cái thang máy, đấy là thứ nhất. Thứ hai là mình sẽ phải ấn số thứ tự của các tầng y hệt như lúc mình mới đầu chơi là 4, 2, 6, 2, 10, 5, 1. Và sau khi mà thang máy xuống tầng 1 rồi, mình phải lập tức đi ra ngoài khỏi thang máy và không được quay đầu lại. Nếu như mà mình không thực hiện thành công nghi thức đấy thì mình có cần phải ấn kết thúc giống như vừa em nói không? Trường hợp thứ hai là khi mà mọi người gặp cô gái rồi đúng không? Thì mọi người ấn xuống tầng 1. Thì nếu mà cái trường hợp mà cái thang máy nó không trở ngược cái tầng 10 mà nó xuống thẳng tầng 1 ấy, thì mọi người chỉ cần đi thẳng ra ngoài thang máy và đi thẳng một mạch không quay đầu lại là game sẽ kết thúc. Ồ,
Anh em thấy sao? Tò mò đúng không? Tò mò thì phải làm cho tới. Đi cùng mình anh em. Đi thôi. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái nghi thức này nha. Let's go. Ok anh em, sắp 12 giờ đêm rồi. Giờ linh sắp đến rồi. Đây chính là tòa nhà mà chúng mình chuẩn bị thực hiện nghi thức này nha mọi người. Tất cả mọi tầng ấy họ tắt điện đi ngủ gần hết rồi. Bây giờ chúng mình đợi một xíu nữa là đúng 12 giờ đêm chúng mình sẽ bắt đầu chơi nhá. Cái tòa mà chúng mình chuẩn bị chơi này nó sẽ bao nhiêu lầu ấy? Hình như là 34-35 gì đó. 34-35 lầu gì đó. Thế đủ chỉ tiêu rồi, chỉ tiêu còn trên 10 tầng. Anh nghĩ là cái nghi thức này ấy, làm cái giờ nào nó cũng được thôi. Chẳng qua là 12 giờ đêm là cái thời điểm mà ít người sử dụng thang máy ấy, thì chúng mình mới có thể hoạt động được tự do. Chứ không đang có bấm mấy cái dãy số của chúng mình mà có người bấm nữa thì làm sao mà đi được. What? Em đeo đôi dép bôi bát thôi. Chạy mất dép luôn ạ. Cái lúc bị dép không quan trọng. Không còn nữa rồi. Để chú bảo vệ cũng đi ngủ rồi. Không chịu nhận em. Let's go anh em. Thằng bé quá nhỉ. Bé đủ hai người nếu mình nhận được rồi. Cần đi nhiều. Chuẩn bị nha. Tự nhiên tìm em tầm nhanh quá rồi. Bây giờ chúng ta đến với tầng nào trước? Tầng 4 trước. Lúc mình di chuyển các tầng mà mình không được đi ra ngoài. Được. Lầu 4 chưa? À đấy, lầu 4 rồi. Lầu 2 là lầu 4 nhá. Bây giờ lấy lầu 2 xuống không? 2. Ui, không ấn được. Ấn lại. Để nhiều có người đi. Ấn ngoài đi. Ở trên bấm đấy. Không. Bấm lại xuống 2 xem nào. Không có ai đi cả. Đừng đi mà thôi. Sao? What the hell? Số 1 thôi. Số 1 đường này, sao số 2 lại hỏng? Ừ nhỉ, bây giờ xuống đổi thang khác đi vậy. Đổi thang khác nha anh em, thấy như ở đây số 2 nó bảo trì. Đường này. Mình đi vào thang máy em cần hồi hộp mới. Tầng 4 nhá. Tầng 4 đầu tiên. Làm gì mà phải bám chặt vậy? Để phòng anh chạy mất thì anh còn lôi em đi cùng. Lầu 4, đã đến. Ok, lầu 4 không có gì, tiếp tục. Lầu 2. Ơ, sao cứ tầng 2 là không ấn được nhá? Hay ở đây không đi được lầu 2? Không biết nữa. Lầu 2 là không ấn được nhỉ? Giờ chúng mình đang phải đến một cái tòa nhà khác mọi người. Đây, tòa khác. Tòa này nó ít lầu hơn một xíu, nhưng mà nói chung là nó vẫn đạt yêu cầu của chúng ta. Trời, vất vả thì thôi rồi đấy. Hy vọng nó ấn được lầu 2. Bắt đầu như thế nào này. Tầng 4. Ngọ, nè. Lầu 4, bắt đầu. Lầu tiếp theo là gì đây? Lầu 2. Được rồi, từ số 2 rồi. Từ số 2 à? Hả? Từ số 2 rồi. Tiếp nhá. Tiếp vào lầu mấy? Tầng 6. Tầng 6. Xong lại xuống lầu 2, xong lại lên lầu 10. Được cả là cái lầu 5 mới là cái lầu 11 với anh ạ. Lầu nào là đáng sợ nhất? Lầu 2 này thì sao em? Lầu 2 chưa, đấy xong rồi lại lên lầu 10. Lầu 10 xong bắt đầu xuống lầu 5. Cái lầu 5 là cái lầu là cô gái đi, cô vào. Gái đi vào đấy. Lầu 2. Bám chặt chứ. Cái gì đấy em? Mỗi lần thang mở ra anh hồi hộp vậy. Xong rồi lên lầu 10 này. Xuống 10 không? Ôi chắc chắn. Cần đứng được bám chặt chứ. Em sợ quá. Sao? Thang này nhanh thật đấy. Tìm em bắt đầu được nhanh nói không? Sao mở chậm đấy? Lầu này là cái lầu mà gần cuối cùng à? Lầu 10, bây giờ xuống lầu 5 này. Có được ngó ra không? Được, ngó ra không bước ra được. Bước ra được. Không ra ngoài được.
bây giờ xuống lầu 5. Anh nhớ nhá, là nếu mà chẳng may có ai bước vào, anh không được nhìn, không được trả lời nhá. Nghe chưa? Người ta hỏi cũng tuyệt đối không được trả lời. Lầu 5 có cô gái đi vào sẽ không được trả lời, không được nhìn. Người ta làm gì cũng không được ừ đáp lại. Đấy rồi, đấy rồi. Nhắm mắt đi em. Không có ai. Lầu 5 đây. Lầu 5 đây. Không có ai à? Không có ai. Giờ mình bấm lầu mấy? Lầu 1. Bấm đi nhanh, không có thang xuống mất. Giờ lầu 1 đã kết thúc à? Nếu không có hiện tượng gì xảy ra thì sẽ kết thúc. Nó có đi ngược lên lầu 10 không? Không. Lầu 1 chưa? Không đi ra chơi đi. Chúng ta đã thoát được khỏi cái thang máy. Làm đầy đủ các bước luôn nhé. Em có thấy sai sai được gì không? Hay làm lại. Nhưng vừa em làm đúng không? Đúng, 4, 2, 6, 2. 10, 5, 4. Đúng rồi mọi người. Nhưng mà không có hiện tượng gì. Ôi trời, tao vẫn bám chặt. Không có hiện tượng gì anh em ạ. À, nói chung là lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi. Cái chỗ này nó chưa đủ linh. Tại vì em thấy là ở bên nước ngoài người ta chơi, người ta hay chơi ở trong mấy cái bệnh viện hay là có nhiều ấy ấy ấy. Như kiểu chỗ này kiểu nhiều người ấy ở nên là nó không linh ấy anh. Bệnh viện mà chẳng nhiều người qua lại. Nhưng mà bệnh viện thì nó sẽ... Đấy, đã tránh nói rồi. Ok anh em, nói chung là chúng mình đã trải qua cái thử thách này. Gọi là thành công hay không thành công? Không thành công, nhưng mà lần đầu tiên mình thấy cái thử thách không thành công mà mình mừng như này. Không, như anh ơi, em nghĩ cũng có thể một phần là tại vì mình đi hai người. Trò chơi này là trò chơi chơi một người ấy thì nó dễ kiểu gặp hơn anh em ạ. Bởi vì một người thì mới dễ bị dọa. Anh thử đi. Ôi. Anh sợ. Chơi một lần thôi, chơi nhiều lần nó bất thiêng ấy. Mọi người à. Anh em thấy hay thì nhớ cho chúng mình một like, một subscribe để ủng hộ nha. Tập sau thì chúng mình sẽ khám phá thử thách khác, nhưng mà chưa biết là thử thách nào thôi.